Xin cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trừ nụ cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở đồ gỗ trừ nụ cho em hôm nay cũng có lên cho các bác là một số pho tượng cũng như là một cây tủ áo và một số sản phẩm đồ gỗ tranh treo tường ạ. Vâng, và bên cơ sở đồ gỗ trừ nụ cho em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hệ hàng là 0912862834 ạ. Vâng, và bây giờ vào đầu clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác những sản phẩm đầu tiên. Đó là ba pho tượng đó, được làm trên nền gỗ hương đó, một pho tượng Di Lặc Chúc Phúc và một pho tượng Lạt Ma Sư Tổ đó, Lạt Ma Phục Nghê đó, và một pho tượng Khổng Minh đó. Tất cả ba pho tượng này thì đều có kích thước ngang là 14, ngang là 20 và sâu là 14 cm và cao là 60 cm ạ. Vâng, được làm trên nền gỗ hương đó, và đục chạm mà tứ diện luôn các bác nhé. Đó, đây là một ông Di Lặc Chúc Phúc đó, cực kỳ là tươi luôn các bác nhé. Đó, một khuôn mặt đục cực kỳ là tươi đó, được đục chạm cực kỳ là sắc nét luôn các bác nhé. Đó, đục chạm thủ công cực kỳ là sắc nét luôn đó. Còn đây là một pho tượng Đạt Ma Phục Nghê đó, gỗ là gỗ liền khối luôn các bác nhé, gỗ là gỗ liền khối luôn. Đó, hàng được đục chạm là tứ diện luôn các bác nhé. Đó, đục chạm là tứ diện luôn. Với kích thước là ngang 20 và cao là 60 cm các bác nhé. Một pho tượng này cực kỳ là cao luôn. Đó. Và bên cơ sở đồ gỗ chưa đủ cũng xin báo giá công khai cho các bác luôn là ba pho tượng này ạ. Và mỗi một pho tượng là về giá là 2 triệu 500 nghìn trên một pho ạ. Đó, chỉ có 2 triệu rưỡi một một pho tượng như thế này thôi. Đó, được làm trên nền là gỗ hương. Đó, và được đục chạm là thủ công đó, và là gỗ liền khối luôn các bác nhé. Đó, gỗ liền khối luôn ba pho tượng này, mỗi một pho là với giá là 2.500.000 ạ. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác luôn là một cái cây tủ áo đó. Đây là một cây tủ áo được làm trên nền là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật cụ mật ạ. Một cây tủ áo này cực kỳ là lớn luôn, tủ áo 3 buồng và 4 cánh ạ. Vâng, và thông số kích thước của cây tủ áo này thì có kích thước chiều ngang là 217 cm và chiều cao là 213 cm đó, và chiều sâu là khoảng 62 cm. Đó là thông số kích thước của cây tủ áo cần ốc xà cừ này đây, còn được làm trên nền gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật cụ mật ạ. Và giờ em sẽ đưa máy lại gần hơn để cho các bác xem chi tiết hơn về cây tủ áo này. Đó, đây là phần bên trên cùng chóp của cây tủ áo thì đục chạm là bông hoa lá tây đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, còn những phần góc này đây thì được đục chạm là cẩn ốc là một cây na. Đó, và một cây hoa mai đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phần khung bao ngoài đó, thì được cẩn là những đường hàng chữ thọ các nhé. Đó, những chữ thọ ở những cái phần cột chính này thì được cẩn là những hàng chữ thọ đó. Còn những phần cánh này đây đó, thì được cẩn là những ô trám phiền góc cũng như là những đường dây leo nhân chi ở giữa này, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, và được chạy chỉ cực kỳ là kỹ luôn các nhé. Đó, đường dây neo liên chi cực kỳ là tơ tóc và kỹ luôn. Đó, ở phần trong lòng của nô cánh ở đây thì để được cẩn là những cái giỏ hoa. Đó, được cẩn 4 giỏ hoa ở 4 cánh này, 3 buồng và 4 cánh. Đó, cực kỳ là sắc nét luôn các bác nhé. Đó, còn ở phần giữa này đây, đó, được cẩn cực kỳ là kỳ công luôn các bác nhé. Đó, ở giữa này đây thì được cẩn là ngũ phúc ngậm kim tiền. Đó, cực kỳ là mát mắt luôn. Đó, ngũ phúc này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, và được cần những cái đường truyện công ở khung bao ngoài đây. Đó, cực kỳ là kỹ luôn các bác nha. Ở phần phía dưới này đây thì được cần hai cây cúc. Đó, hai cây cúc và hai cánh bên ngoài thì đây được cần là hai cảnh cổ đồ đông bích. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phần chân phần bệ thì cũng được cần là những cây lan và một cây mai. Đó, chân thì được đục chạm là chân quỳ các nhá. Tủ bê đô này là tủ 3 buồng 4 cánh các nhá. Em sẽ mở ra cho các bác coi. Đây là phần cánh. Đó, đây em sẽ quay cho bên các bác xem bên trong. Đó, bên trong cực kỳ là đẹp luôn. Nó được làm mịn từ trong ra ngoài các nhá. Bác có thể chỉ được về và treo đồ thôi. Đó, làm cực kỳ là sắc nét luôn. Đó, và cái tủ áo này thì được làm trên này là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật cũng mật ạ.
Và mà bác nào mà xem video không rõ hoặc nghe không rõ thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912862834 ạ. Em sẽ gửi hình ảnh lại chi tiết hơn cũng như là quay video lại chi tiết hơn để cho các bác cùng được tham khảo về cây tủ áo này đây. Đó, một cây tủ áo 344 cánh cây cực kỳ là lớn luôn. Đó. Vâng, và bên cơ sở đồ gỗ chủ đồ cũng xin báo giá công khai cho các bác luôn. Một cây tủ áo như thế này đây, được làm trên nền là gỗ vụ hay là gọi là gỗ bật của bật này, với giá là 75 triệu ạ. Đó, 75 triệu em sẽ bao phí ship tận nhà cho các bác luôn, cũng như là lắp đặt tại nhà cho các bác. Vì cây tủ áo này là cây hàng tháo rời, cho nên là các bác nào muốn đưa lên từng thì em sẽ phải tháo rời ra thì mới có thể đưa lên và lắp lại cho các bác. Thì các bác cứ yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như là vấn đề lắp ráp tại nhà cho các bác luôn. Đó. Rồi tiếp theo em có một sản phẩm nữa. Đây là một cặp tranh Phúc Đức cha mẹ. Đó. Được đục là trên nền là gỗ vụ hay gọi là gỗ mật của mật ạ. Và được tạo dáng thành một quả bí. Đó, một dây leo quả bí cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, và thông số kích thước của cặp tranh Phúc Đức cha mẹ này đây, số kích thước là ngang là 30 và cao là 117 cm. Đó, thì em sẽ đưa máy lại gần hơn để cho các bác xem chi tiết hơn về cặp tranh Phúc Đức này đây. Đó, đây là một chữ Phúc. Đó, và nói về một người cha. Đó, và có một câu thơ cực kỳ là hay nói về một người cha, đó là thương cha xuôi ngược giữa dòng, và có một cảnh biểu tượng của một người cha đang chèo thuyền. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, còn bên vế đối bên này là nói về một chữ Đức, là nói về một người mẹ, và có một câu thơ đối cực kỳ là hay nói về một người mẹ, đó là mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con. Đó, còn đây là một biểu tượng của một người mẹ đang gánh gồng. Đó, bên dưới là một cảnh đồng quê sông nước. Đó, các bác nông dân đang đi chèo thuyền bắt cá cũng như là đang nằm đồng. Có một cặp tranh Phúc Đức cha mẹ này đây, được làm trên nền là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật của mật này, thì bên cơ sở đồ gỗ Chu Nội chúng em cũng trình báo giá công khai cho các bác luôn với giá là 6 triệu 500 nghìn ạ. Đó, 6 triệu 500 nghìn một cặp tranh Phúc Đức cha mẹ. Đó, giá 6 triệu 500 nghìn này là giá tại cơ sở sản xuất của đồ gỗ Chu Nội chúng em ạ, giá không qua trung gian, không qua người thứ hai, nên các bác cứ yên tâm về vấn đề giá cũng như là chế độ bảo hành, cũng như là chất lượng khảm ốc sa cư của bên cơ sở đồ gỗ chủ đầu tư em ạ. Vâng, với giá 6 triệu 500 nghìn em sẽ bao phí ship tận nhà cho các bác luôn ạ. Đó. Vâng, và bên cơ sở đồ gỗ chủ đầu tư em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên lạc hàng là 0912862834 ạ. Vâng, và bác nào xem đồ thì hay, thì đẹp thì hãy cho bên cơ sở đồ gỗ chủ đầu tư em là một like, cũng như là một đăng ký kênh ạ, để cơ sở đồ gỗ chủ đầu tư em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới để cho các bác còn được tham khảo về chiêm ngưỡng về các sản phẩm đồ gỗ cao xà cừ của bên cơ sở đồ gỗ chủ tụi em ạ. Rồi, và bên cơ sở đồ gỗ chủ tụi em cũng xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn ạ.